giới. Đây là bài Ngũ Môn Quyền. Và trên ảnh của bạn là võ sĩ Nguyễn Tấn Long, võ sĩ Việt Kiều đến từ Đức. Anh Nguyễn Bình Định xin anh giới thiệu cho biết về kỹ thuật trong thi đấu Ngũ Môn Quyền và cách chấm điểm nội dung này. Kỹ thuật thi đấu trong Ngũ Môn Quyền nói riêng và trong đơn luyện nói chung thì vận động viên phải thực hiện đầy đủ các bài thi, động tác phải chính xác, đúng hướng và khi về phải đúng nơi quy định, tức là ô đỏ ngay phần trung tâm. Thực hiện động tác quyền cước phải nhanh, mạnh, tấn bộ pháp phải vững chắc, đúng kỹ thuật, động tác phải uyển chuyển, nhịp nhàng thì sẽ đạt được điểm cao ở phần thi này. Thưa bạn, phần thi Ngũ Môn Quyền gồm có 6 quốc gia tham dự. Ngoài võ sĩ Nguyễn Tấn Long, võ sĩ Việt Kiều, người Đức trên mảnh của các bạn, còn có 5 quốc gia khác là Pháp, Việt Nam, Belarus, Romania và Italy. Như vậy, như cách anh mình nhận xét thì việc võ sĩ Nguyễn Tấn Long đã không hề đúng ô quy định khi bạn